lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga trích chuyện lục vân tiên vân tiên ghé lại bên đàng bẻ cây làm gậy nhằm làng sông vô kêu rằng bớ đảng hung đồ chớ quen làm thói hồ đồ hại dân phong lai mặt đỏ phừng phừng thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây trước gây việc giữ tại mầy chuyển quân bốn phía phủ vây bịt bùng vân tiên tả đột hữu sông khác nào triệu tử phá vòng đương giang. Lâu la bốn phía vỡ tan, đều quang gương giáo tìm đàng chạy ngay. Phong lai trở chẳng kịp tay, bị tiên một gậy thác dày thân vong. Dẹp rồi lũ kiến chòm ong, hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thịt người ngay, xa cơ nên mới lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khôn phô, cúi đầu chăm lệ cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng, đáp rằng ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nên nỗi mang tai bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái việc gì đến đây. Trước sau chưa hãn dạ này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng tôi kiều nguyệt Nga, con này tì tất tên là Kim Liên. Quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm tri phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thơ về, rước tôi qua đó định bể nghi ra. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hay vậy cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa. Chút tôi liệu yếu đào thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàng của tiền chẳng có, bạc vàng cũng không. Gẫm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vân tiên nghe nói liền cười làm ơn há dễ trông người trả ơn nay đà rõ đặng nguồn cơn nào ai tính thiệt so hơn làm gì nhớ câu kiến nghĩa bất vi làm người thế ấy cũng phi anh hùng